là Tâm có nuôi một con rùa, nó đi theo Tâm bằng tuổi con trai Tâm. Thế hôm con rùa không ăn luôn. Nhưng mỗi hôm mà cứ thả thịt vào đồ nó đớp, ngày nào thả vào nó cũng đớp. Nhưng mà 6 hôm nay nó không ăn một miếng nào luôn. 6 ngày hôm nay con rùa không ăn một miếng nào luôn. Mà chân què đây mà rùa thì mang lên bể bơi rồi. Có ai gần ở Hoài Đức hà, gần chỗ An Khánh Hoài Đức vào cho con rùa nhà Tâm ăn với. Em xin lỗi chị nhá, em không phải có ý cười cợt chị hay là cười đẻo chị đâu. Nhưng mà cảm giác chị bây giờ mong manh dễ vỡ quá, phải mạnh mẽ này chị ạ. Mà những ai có lòng yêu thương động vật thì mới biết được. Mà những cô chú bác anh chị nào ở gần thì vào con cho con rùa nhờ chị Tâm ăn với. Khổ thân. Con vật nó đôi khi nó như kiểu một thành viên trong gia đình ấy mọi người, nó gắn liền với mình. Mà qua cái câu chuyện của chị Tâm thì vừa qua ở bệnh viện ấy, chị chỉ kể lại cái câu chuyện của bệnh nhân, người ta than thở, người ta kêu than. Mà bây giờ người ta lại nói chị là phu khống và bịa đặt như thế thì nói chung là thực sự là cũng hơi buồn và bị sốc. Tại vì mình cũng giúp bệnh nhân rất là nhiều. Cô ơi mong chị nhanh chóng bình phục cái chân và khỏe mạnh để bước tiếp trên con đường giúp những bệnh nhân nghèo và những người gặp khó khăn.